Chó đen ơi. Không phát nhanh là nó bị giã rồi. Đấy, chết rồi chết. Chị mày làm ấy cho bánh chay lên rồi. Trời ơi. Đây là chị không vớt nhanh là nó sẽ bị giã ra đấy các em. Đó. Phải vớt nhanh. Xôi à. Ừ. Thế các em thấy không? Khi xôi các bạn ấy sẽ nổi hết lên trên. Và nếu mà để lâu quá thì bột bánh cũng sẽ bị giã ra đấy các em. Nên là xôi một cái là chúng mình sẽ phải cố gắng nhá. Đó, đây là thành quả. Hai đứa chị đó. Xin chào tất cả các bạn. Có hôm nay các bạn lại làm bánh xôi với trai với mình nhé. Các em ơi, các em có biết ngày 3 tháng 3 là ngày gì không? Đấy chính là ngày Tết ẩm thực đấy các em. Và chúng ta sẽ làm bánh xôi bánh chay để thưởng thức đấy. Đấy là ngày đấy. Các em ơi, các bạn chị đây này, Bông đang ngồi ở đây sẽ làm bánh xôi bánh chay cùng với bọn chị nhé. Đúng rồi, các em nhìn đấy này. Đấy là Bông bánh. Bởi vì đấy là Bông vợ nhà mình mà. Đúng rồi. Các em ơi, đây là bột này, chị đã nhào sẵn rồi. Đây bột này thì chúng bột này thì các em có thể tự nhà mua bột mì về hoặc là về từ nhà, còn đâu là không em có thể mua ở ngoài ở chợ, có thể bán sẵn. Mọi người chị thấy ở ngoài chợ bán rất là nhiều. Và hôm nay chị với bạn Xuân sẽ cùng nhau làm bánh xôi bánh chay nhé. Xuân ơi, bây giờ chúng mình cùng làm và Xuân sẽ hướng dẫn các bạn này. Chúng ta sẽ lấy bông ơi bông cắn nữa đây, chúng ta sẽ phải lấy một lượng nhỏ như thế này thôi. Em có bạn nào biết làm bánh xôi bánh chay không nhỉ? Các em có ai làm không? Chị thì cũng ít khi làm lắm bởi vì là không có thời gian. Nên là hôm nay thì ngày 3 tháng 3 chị cũng muốn cho bạn Su có một trải nghiệm là làm bánh xôi bánh chay. Vì vậy mà chị với bạn Su sẽ cùng nhau làm. Bông ơi, và hôm nay có cả bạn Bông nhỏ đây. Các em nhìn này, bạn đang ngồi đây ấy. Bạn ấy sẽ làm bánh xôi bánh chay cùng với chị. Các em cũng như chị làm bên nhỏ như thế này. Em nhìn bạn Su nhá, bạn Su của chúng ta rất khéo. Một việc trường các bạn ấy cũng được làm bánh xôi bánh chay. Nên đấy, bạn ấy đã làm ra. Bông, đi ra ngoài đi Bông. Bạn Bông rất là phá các em ạ. Bông đấy. Bông đã đi ra ngoài rồi để cho chị làm bánh dễ hơn. Đây, xem đấy. Sau đấy, có sẽ phải giới thiệu chứ. Các bạn thích nhân mình, các bạn thấy to rồi nhé. Mình thích nhân đồ chị cần chị. Chị thích nhân đồ. Chị cũng ra đây nhân đồ. Sau đấy thì sẽ phải vo tròn vào đúng không? Nó sẽ phải làm tròn hạt. Không hình như hạt chị hơi to đúng không? Xua 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 để lăn giống chị này nhẹ nhàng nên mình làm bánh tròn. Em hình như chị làm hơi to rồi, chị phải hơi chay mất rồi. Cái sau chị sẽ làm nhỏ hơn. Em nhỏ đấy. Ừ, ngồi làm nhỏ với bạn Su như này. Thì chị cũng chưa có kinh nghiệm thôi. Em nhìn những phong tượng của chị đẹp không có rất nhiều loại hoa. Em mua cái nhìn cây hoa đồng tiền của chị hôm trước mà nó có 3 bông và bạn bông của chị đã xử lý mất 1 bông rồi đấy các em. Bông rất cùng của vui. Bông nào ăn không? Xài cũng ăn. Thì mình phải lấy một viên bột xoay tròn. Tiếp theo các bạn ấn xuống, ấn mẹ xuống. Tiếp theo các bạn hãy cho nhân đường vào nhé. Để lượng bánh xay, mình sẽ cho nhân đỗ vào. Ở dụng của chúng ta được học ở trường nên là làm rất là khéo đúng không em? Làm xoay tròn. Đấy là chúng ta đã được một. Chị ơi, chị cho chị bé một con. Em ơi, em nhìn này, còn đây chị sẽ làm bánh chay cho các em xem nhá. Cho bẹt ra như này. Đó. Em sẽ nhân đỗ nhá. Nhân đỗ này rất đơn giản, chúng ta mua đỗ ở ngoài chợ về xong sau đấy là chúng ta sẽ đổ nó lên các em ạ. Chị đã ngâm. Chị đã ngâm cái nước mà nó tuột vỏ ra, sau đấy chị đổ nó lên để cho một chút đường và để cho nhân nó ngọt ấy. Các em ăn thì các em thấy là mẹ vào. Nhân của nó hơi ngọt ngọt. Chị ơi, chị. Ơi. Sao Bông lại? Ở đấy, Bông đang người có đang kêu anh quay kìa, anh quay đang một tay quay và một tay ôm em Bông kìa. Đấy, xong sau đấy thì chúng ta lại làm tròn nó lại. Nhưng các em ơi, bánh chay là chúng mình sẽ không để tròn nữa mà chúng ta sẽ phải dập bẹp ra một chút thôi. Em đấy, dập bẹp ra chúng ta đi ăn thì cũng thấy bánh chay nó hơi bẹp bẹp thế này đúng không? Đây chính là bánh chay đấy. Đấy. Hôm nay chị sẽ làm hai loại luôn. Một bánh xôi và một bánh chay. Đó. Bánh xôi của chúng ta thì là bánh xôi và là bánh chay. Em nhìn thấy ngon không? Chúng ta nấu lên mới ngon cơ. Nhưng em ơi, các em nên nhớ nhá. Bánh xôi và bánh chay chúng mình sẽ phải nấu hai lần khác nhau đấy. Bánh chay thì chúng ta phải nấu với nước đường và có một chút nhân đỗ ở ngoài, còn riêng bánh xôi thì chúng ta chỉ luộc với nước lọc thôi, nước trắng thôi, vớt ra. Đấy, vớt ra. Các em ơi, vậy là bây giờ chị và bánh xôi đã lặn sau này một đĩa rồi. Bây giờ chúng mình nước đã sôi, bây giờ chị thả vào nhé. Các em có biết là thả vào thì sẽ bao lâu chúng ta sẽ được không? Khi nào bánh của chúng ta nổi với mặt nước là được? Thôi, không em ơi, cái này thì chúng ta phải nhờ đến bố mẹ nhé các em nhá.
Bởi vì là cái này là nước nóng nên là chúng ta không thể tự làm phần này được. Chúng ta có thể nặng cùng ba mẹ thôi. Ví dụ như bạn Su là chị sẽ không cho bạn ấy thả vào đầu rất là nguy hiểm. Nhưng bản thân chị thì chị là người lớn nên chị sẽ làm được nhất em nhé. Cái này nhỏ quá. Em ơi, bạn Su lại đứng lên rất là nhỏ xinh. Đó. Khi nào bánh chín thì sẽ nổi ra mặt nước lên, không có vấn đề gì hết. Và bánh này chúng ta cũng không phải cho nước đường. Đến khi nào mà bánh là bánh chay cơ, chúng ta sẽ cho nước đường rồi nhé. Thế hai chị em nhà chị A sẽ có rất là nhiều bánh luôn. Đó. Chúng ta sẽ thả làm sao kín mặt nhất em nhé. Cho các bạn ấy sẽ nổi hết lên. Nhiều quá chị ơi. Nhiều. Cái này hả? Nhà mình hôm nay là thoải mái bánh trôi bánh chay rồi. Chị cũng không dám làm nhiều bởi vì là chúng ta chỉ làm một ít thế này thôi. Nhưng mà ít chúng ta lại làm thêm. Đấy, nhìn thấy không? Bánh trôi của chúng ta hôm nay á. Chị nhớ năm nào Su chẳng được làm ở trường nên Su biết làm bánh này rồi đúng không? Đấy nên là Su đã hướng dẫn các bạn. Đây có một viên rất là to các em. Chẳng lúc lại. Còn các em ơi, cái bánh chay này chúng mình sẽ phải làm sao? Nhưng mà vì bánh chay thì nước, chúng ta sẽ phải ăn cùng với nước. Thì vậy mà nước sẽ phải có đường. Đây là chúng ta sẽ cho đằng sau. Bánh chay chúng ta sẽ để lại. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngồi để chờ khi nào bánh trôi của chúng ta nổi lên. Chúng tôi em ơi, cái bánh này rất là dính nên chị phải cho một lớp bột mì xuống dưới này. Để nó không bị dính xuống cái mặt tay này. Cái này mình nhét lên cho các bạn xem. Đấy, Su phải ngồi cẩn thận nhá. Chưa chín ngay em ạ, nên là nó vẫn đang sôi. Khi nào chín thì sẽ nổi hết lên. Bây giờ chỉ phải đậy vào nhé, để cho nó nhanh chín hơn. Wow, chó thế em ơi. Không có nhanh là nó bị giã rồi đấy. Chết rồi chị phải làm ấy cho bánh chay nên rồi. Trời ơi, đây là chị không vớt nhanh là nó sẽ bị giã ra đấy các em. Đó, phải vớt nhanh. Sôi ạ. Các em thấy không, khi sôi các bạn ấy sẽ nổi hết lên trên. Và nếu mà để lâu quá thì bột bánh cũng sẽ bị giã ra đấy các em. Nên là sôi một cái là chúng mình sẽ phải cố gắng nhá. Đó, đây là thành quả hai đứa chị đó. Cái kia nó hệt sữa mà. Bởi vì nó còn khô. Với cả nước. Đấy rồi. Đó. Đấy chưa, các em ơi, để lâu một tí là nó dãi ra. Và một vài cái này đấy là nhân chị làm bằng đỗ. Nên là nó đã bị tuột ra nhưng mà cũng khá là ngon. Thế là được rồi đúng không? Em nhìn thấy chưa? Nó sẽ không có vừng một chữ. Ờ nhỏ, chết rồi. Nó quan trọng nhất chỉ để quên vừng nó. Đây là chúng ta sẽ ăn bếp nha. Và bây giờ, em ơi, bây giờ chị sẽ làm bánh chay. Chúng ta sẽ đổ cái nước này đi. Em ơi, nước đã sôi và nước này trong này chị đã cho đường mình với các em nhé. Bây giờ chị sẽ thả bánh chay vào. Và bánh chay thì chúng ta phải có thêm một chút bột bắp để và cho nó quện vào nhé các em nhé. Và một ít đỗ nữa. Sau khi chị đang nghỉ em đang. Đó. Và chị sẽ để cho nó sôi nhưng khi nào nó nổi lên mặt nước và chúng ta sẽ cho bột bắp và cả đỗ vào nhé. Thường người ta sẽ cho đỗ hạt nhưng mà chị thì đem thì lấy hết đỗ ra rồi nên là chúng ta cho đỗ này cũng được. Hai bắp. Một vào với một bắp để cho nước nó sánh hơn các em nhé. Cái bắp thì các em mua ở ngoài cửa hàng rất là nhiều. Chị ơi, anh nghe cái đường này ngon quá. Các em ơi, bạn Su của chúng ta bây giờ trong lúc rảnh rồi các bạn ấy đang ngồi ăn đường. Các em nhìn đi bánh của chị kìa không? Đây, những cái này là có đỗ này. Những cái này là nhân đường. Nhân đó. Một chút nữa bánh nó sẽ chín thì chúng ta cho một bát và nó sẽ sánh. Và lúc đấy chúng ta sẽ múc ra bát. Các em ơi, và bây giờ bánh của chúng ta đã chín rồi, chị sẽ cho một bát và đỗ vào nha. Chị cũng chưa biết là chín kỹ chưa ấy, chị cũng thấy sợ sợ lắm. Nó là mềm mềm. Ok, em đang buồn rồi. Rồi, tức là chín rồi đấy. Bây giờ chị sẽ cho bột bắp vào nhé các em nhé. Sao chị lại phải cho? À, cho bột bắp vào thì nó sẽ sánh hơn em. Bởi vì bánh trôi, bánh chay này mình sẽ ăn với nước mà. Đấy, mình phải cho vào để cho nó sánh lên. Đấy. Cái bột bắp này nó giúp cho cái nước của chúng ta sánh quẹn hơn. Các em nhìn thấy chưa? Và có cả đỗ đây là các em này. Sao đỗ lại tràn ra? Không, đỗ này là đỗ mình cho ở ngoài để cho nó đẹp đấy em. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ giảm lửa một chút nha. Đó. Bởi vì bột bắp rất là nhanh chín, các em nhìn thấy chưa? Giống như ở ngoài chưa? À, hôm nay chị... Không, em thấy được sốt hơn đi. Hôm nay chị và bạn Su đã làm rất là thành công. Em bảo là ở ngoài em còn
thành phần nó sốt hơn ấy. Đúng rồi, bởi vì đây là cái này nước rất là sánh đặc. Hôm nay chị làm đã rất là thành công luôn. Tay em ơi, khi mà làm ấy, chúng ta phải để cho khi nào mà nhìn lên cái bột của chúng ta nó phải trong ra thế này thì là chín nhất. Còn nếu nó hắc còn đục chứ còn là chưa chín được nhé các em. Sẽ ngoáy một chút đi. Đó, các em nhìn thấy không? Rất là sánh. Sau khi thì em sẽ cạo lại. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Chín rồi đấy, của chúng ta đã chín rồi đấy. Khi mà bọt đã đổ hết lên như này. Và bây giờ chị sẽ tắt bếp và múc ra nha. Chị có bạn chú sẽ ăn thử nha. Em tắt bếp. Đây, chị đã chuẩn bị rồi. Ở bếp bát chúng ta chỉ cần một cái thôi. Đó, các em nhìn này. Đặt lên. Ngon không sư, ngon không sư. Ừ, cái này là chúng bánh chay là chúng ta sẽ phải ăn với nước như này. Ồ, em ăn ở ngoài quán rồi đấy. Em ăn ở ngoài quán rồi đúng không? Đúng rồi. Cũng như này. Đúng rồi. Có nhân đỗ ở trong. Đúng. Đó, các em nhìn này, đây là bánh chay. Hôm qua những người ta làm tròn nhưng mà chị thì thích làm dẹp hơn. Rất là nhiều nơi người ta làm dẹp em ạ. Đây nhìn này, bánh sẽ ở trong này. Nó sẽ có một bát nhân đỗ ở đây. Đó. Rồi, rất là đẹp. Các em nhìn này, đây là thành quả của bọn chị đấy. Đúng không? Chị và Sô đã cố gắng làm ra đây là bánh trôi này. Còn đây là bánh chay này. Bây giờ bọn chị sẽ cùng nhau ăn thử nhá. Sô sẽ ăn thử bánh nào trước nào? Nhân gì? Em ăn đi xem đấy là nhân gì nào? Nhân đường đó sao? À, thế cảm nhận. Ngon. Ngon ạ. À? Bánh có mềm không em? Ngon, bánh ngon. Mềm. À đây, các em ơi, còn đây là nhân đỗ. Bánh rất là mềm, nhân chị cho ngọt rất là vừa phải nên là ăn rất là ngon. Anh phải đàn, anh uống nước bọt. Anh quay vào bạn mong đang rất là thèm. Bây giờ chị sẽ ăn thử bánh chay nhé. Su ăn thử không Su? Bánh này hơi nóng em ạ. Đây bánh chay đây, chị sẽ cắn thử miếng bánh chay trước. Đây. Wow, ăn có bụng khói lên luôn. Bánh mềm, ngọt. Đây đỗ. Lắm. Cái này nóng lắm. Em ăn tiếp này. Ê, cho Su ăn thử xem cái này vừa không? Vừa không? Nước vừa không? Hơi nhạt. Bởi vì thực ra chúng ta không nên ăn nhiều đường. Bởi vì ăn nhiều đường thì cũng không tốt lắm. Nên chúng ta ăn đường nhạt thôi. Bạn Su cứ thích ăn ngọt, chị chỉ cho nhạt này đâu. Chị ăn, chị thích bánh đỗ mà chị không muốn ăn nhân đường lắm. Em thích ăn nhân đường. Đi ăn nhân đỗ. Em ơi, cái là thực ấy, chúng mình hãy tự nhau cùng nhau cùng với gia đình cùng làm nhé. Đi mua thì cũng được thôi, nhưng mà làm nó sẽ có những cảm giác rất là thú vị đúng không em? Như bạn Su đấy, bạn ấy con tự làm được ra cái để mình ăn ấy, nên là rất là thú vị. Vì vậy mà chúng ta hãy kết hợp hàng thực hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cùng gia đình cùng làm bánh này nhé. Rất là nhanh và đơn giản, các em thấy không? Nước sôi một cái là bánh nổi, nên là chúng ta có thể ăn được luôn. Thôi Su ơi, chặt có bạn đi. Em đi. Em nhìn này, ngon quá, nên là ăn thấy hết này. Bình thường bạn ấy không bao giờ ăn nổi được mấy cái đâu. Hôm nay bạn ấy tự làm ra nên là bạn ấy ăn rất là ngon các em ạ. Ngon không, ngon không? Nước đi, nước đi rồi chả có bạn nhé. Đấy, lần đầu tiên chị thấy bạn ấy ăn bánh mà nó ngon lành như thế đấy. Rồi, chào các bạn đi. Chứ không cứ để các bạn nhìn thế nha. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.